Thì bây giờ bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm và cài đặt cũng như là sử dụng cái phần mềm Zoom để mình học bài ha. Thì đầu tiên nếu ví dụ bạn nào sử dụng iPhone á thì các bạn sẽ vô cái phần App Store nhé, App Store. Đây, App Store các bạn. Là phần chuyên cài đặt ứng dụng. Thì trên App Store thì các bạn tìm cái chữ Zoom. Rồi các bạn bấm tìm. Thì nó sẽ hiện lên rất nhiều thứ có Zoom, nhưng mà các bạn nhớ chọn cái phần Zoom Cloud Meeting. Đây mới là cái phần mềm để mình học bài. Thì các bạn tải về thôi, bấm nút tải về thôi. Đó. Thì sau khi tải về hoàn tất á, thì các bạn thoát ra ngoài màn hình chính thì các bạn sẽ thấy là cái app đó nó đã hiển thị trên màn hình của các bạn rồi. Đây, đây, Zoom đây. Rồi. Sát đến giờ học á thì bác sĩ sẽ gửi cho các bạn một cái đường link. Thì trên cái đường link đó nó sẽ có một cái Meet ID và một cái passcode nhé. Ví dụ như ở đây, ví dụ sát gần đến giờ học 1-2 tiếng á, thì mình sẽ thư ký sẽ gửi cho các bạn một cái đường link đây, một cái đường link như vậy. Thì đối với những cái bạn nào mà thích thì mình có thể kích vô cái đường link luôn, hoặc nếu không mình có thể nhập cái meet meeting ID và passcode. Các bạn nhận được cái tin nhắn này rồi á thì bắt đầu các bạn mở mở cái phần Zoom ở bên bên ngoài màn màn hình chính của các bạn ra, mở ra Zoom. Đó. Thì các bạn không cần phải đăng ký. Nếu như các bạn muốn đăng ký để chủ trì một cái lớp, các bạn tự các bạn mở một cái lớp học, hoặc là các bạn muốn tên của các bạn hiển thị ở trong cái lớp thì các bạn có thể bấm đăng ký. À, các bạn có thể đăng ký chọn ngày tháng năm sinh tên tuổi, coi như các bạn có một cái tài khoản Zoom để các bạn có thể tự mở lớp được. Tuy nhiên nếu mà chỉ để học thôi thì cũng không cần thiết, các bạn chỉ cần bấm là tham gia cuộc họp là được. À, tham gia cuộc họp là được. Thì cái ID cuộc họp chính là cái ID cuộc họp chính là cái này này. Đây các bạn nhớ cái dòng chữ Meeting ID 22184 này. Cái passcode là 123456 này, bác cố tình cài đặt như vậy cho dễ này. Thì đây cái ID cuộc họp các bạn nhập vào cái chữ đó là 221221874874. À, 9380 9380. Thì các bạn bấm vào nút tham gia. Rồi. Các bạn chờ thì nó sẽ bắt bạn nhập cái password của lớp học thì nãy bác có gửi trong tin nhắn là 1 2 3 4 5 6. Mình bấm chữ tiếp tục. Như vậy là xong, tất cả các thao tác là đã xong. Đây là đang trong quá trình mình ngồi chờ cái người chủ trì lớp học chấp nhận cho mình vào lớp. Thì các bạn cứ để quay như vậy, hoặc các bạn không thích thì các bạn cứ thoát ra ngoài chơi bời mọi thứ bình thường. Cứ phát chơi bời mọi thứ bình thường nha. Thì đến giờ học á, khi bác sĩ chấp nhận bạn vào lớp là lập tức cái Zoom nó sẽ báo cho bạn thôi nhá. Thì ví dụ bây giờ bác sĩ bắt đầu một cái lớp học thì bác sĩ sẽ chấp nhận cho bạn vào lớp, thì bạn sẽ hiện lên trên cái giao diện đó. Đó, Zoom muốn gửi thông báo cho bạn thì các bạn cho phép này. Zoom muốn truy cập micro là để cho bạn nói á thì cho phép luôn. Rồi Zoom muốn gửi thông báo cũng cho phép luôn ha. Người ta nói là vui lòng chờ người chủ trì cuộc họp cho phép bạn vào lớp. Đó. Thì bây giờ á bác Công sẽ cho admit đó. Rồi xong, thế là các bạn vào lớp rồi. Vào lớp là bây giờ bắt đầu học bài thôi nhá, bắt đầu học bài thôi. Thì các bạn lưu ý rằng á, các bạn lưu ý là trên bạn nhớ là cho Zoom nó gọi bằng internet nha. Rồi. Đó. Trên cái giao diện này này. Trên cái giao diện này này mọi người nhớ là khi đây là trên màn hình hiển thị của các bạn á, khi nào các bạn muốn phát biểu cái gì đó hoặc đến cái phần hỏi đáp á, các bạn bấm vào cái chữ bỏ tắt tiếng này này. Bấm vào cái biểu tượng bỏ tắt tiếng này này. Nhá. Bỏ tắt tiếng này này. Đó, thì các bạn đừng nói. Lúc đó các bạn phát biểu.
Còn khi nào các bạn không không muốn nói mà để tránh tiếng ồn trong căn phòng của mình nó vang vào trong lớp, các bạn bỏ tắt tiếng thì có cái dấu gạch là không có tạp âm nó xen vào. Còn nếu như các bạn muốn show cái video ra thì, hoặc là muốn phát biểu á, thì bạn nhớ cho phép nha. Đó. Thì cái video này nó sẽ hiện lên. Nó sẽ hiện lên để cho các bạn phát phát biểu có hình ảnh luôn. Rồi muốn phát biểu gì đó, mở cái này ra. Đó. Đây là để phát biểu này. Còn đây là để show cái hình mình ra này. Nhớ nha mọi người. Rồi khi nào hết hết lớp thì bác sĩ sẽ kết thúc lớp học. Hoặc là bạn muốn rời bận việc không học được nữa thì bạn bấm nút rời khỏi lớp. Ha, hoặc là hết lớp thì tự khắc nó out ra thôi. Hết giờ tự khắc nó out ra thôi. Đó, bạn bấm rời. Thì bạn rời khỏi cuộc họp là coi như xong.